Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn về cây tắc của mình. Đây là cây tắc của mình khi trước mùa đông đã đem vào trong gara để trú đông. Thì bây giờ mùa xuân đem ra ngoài. Thì Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn cách làm cho cây tắc nó ra hoa và trái rất là nhiều các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây là cây tắc của mình. Hôm trước nó rất là cao, khi mà mùa xuân đến thì Quỳnh Mai đem ra ngoài tỉa bớt cành. Đó, các bạn nhìn thấy mình đã cắt cành trụ lũi hết trơn. Và ngoài cái cắt cành ra thì Quỳnh Mai suốt lá. Thì các bạn nhìn thấy những cây tắc của mình không còn một cái lá nào ở trên cành hết. Thì rồi xong rồi thì Quỳnh Mai thay đất ở trong chậu. Tức là mình dùng cái đồ xúc đất đó, mình xúc đất cũ ở trong cái chậu này ra hết. Rồi Quỳnh Mai mới dùng đất mới. Đây là các bạn nhìn thấy Quỳnh Mai dùng cái hiệu đất này, Potting Mix Moisture Control của hãng Miracle-Gro. Đó, Quỳnh Mai dùng cái hiệu này các bạn để thay đất ở trong chậu tắc. Đó là cái hiệu Potting Mix đó nha các bạn, ba cái bao màu xanh dương. Thì Quỳnh Mai đã thay hầu hết đất ở trong chậu ra, tức là mình dùng cái bay mình môi đất cũ ra rồi mình đổ cái đất mới này vào. Rồi Quỳnh Mai cho vào ở trong cái đất Potting Mix này thêm một khắp phân trùng đó các bạn. Rồi trộn chung với cái đất Potting Mix này mình cho vào trong cái chậu tắc này. Thì sau một thời gian mình đem ra ngoài mình trim cành. Đó, mình trim cành rồi mình tuốt lá. Thì bây giờ cây tắc của mình nó đã ra lá non, các bạn nhìn thấy đây là lá non của nó ra đầy cành luôn rồi nè. Đó, cái lá già thì mình suốt mình bỏ rồi, bây giờ nó ra lá non. Nhưng mà khi mà nó ra lá non rồi, đồng thời nó lại ra hoa luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy hoa nó ra trắng hết trên cái cây. Mà tại vì Quỳnh Mai hôm nay làm cái xô này sớm quá nên thấy nó hoa nó búp chứ chưa có nở. Vài ngày nữa nó sẽ nở các bạn. Đó, các bạn nhìn xem mỗi cái lá mà mọc ra mới đó các bạn, nó mọc thành cái cành lá luôn chứ không phải là cái lá. Cái cành lá trong đây có tới 5-6 cái lá nhỏ nè các bạn. Khi mà nó ra cái cành lá đó thì nó ra luôn cái hoa. Cái hoa của nó nằm trong cái kẹt này các bạn. Đó, đây là cái hoa đầu tiên. Mà mốt nó ra hoa là chùm chùm luôn đó các bạn. Thì cái tác dụng của mình suốt lá đó là để cho nó ra lá non và nó cho ra hoa. Đó, các bạn nhìn thấy nó ra hoa trắng cành hết, trắng cây hết các bạn. Thì trong cái suốt lá để cho nó suốt lá mà già bỏ để nó ra lá non, ngoài cái tác dụng mà nó ra lá non nó còn ra hoa nữa. Đó, đó là phương pháp làm giúp cho cái cây tắc của mình nó ra hoa nhiều các bạn. Đây là phương pháp tự nhiên, nó ra hoa tự nhiên. Ngoài ra Quỳnh Mai còn dùng cái phân của hãng Scott để thúc ra hoa nữa các bạn. Đó, thì một tuần khi mà Quỳnh Mai thấy nó bắt đầu lú ra cái lá non như thế này thì Quỳnh Mai bắt đầu tưới cái phân thúc ra hoa là cái phân này các bạn. Đó, của hãng Scott, hôm nay Quỳnh Mai đã đưa lên cho các bạn xem. Super Plum,
mình tưới vào trong cái gốc cây tắc này ba lần trong một tuần các bạn. Rồi các bạn nghỉ 4 ngày, rồi tuần sau các bạn tưới lại 3 lần nữa. Khi nào các bạn thấy cái hoa ra như thế này thì các bạn ngưng tưới. Tức là nó ra búp như thế này thì các bạn ngưng tưới. Nó vẫn, mình ngưng tưới rồi nó vẫn ra hoa. Cái này là nó mới bắt đầu ra hoa từng nụ. Vài ngày nữa là nó sẽ ra từng chùm luôn các bạn. Đây thí dụ như cái chùm này là nó ra qua một chùm luôn. Tại vì tác dụng của mình thuốc lá với lại tác dụng của cái phân thúc ra hoa đó các bạn. Rồi mình mai kia sẽ thêm là khi mà cây tắc, cây cam, cây bưởi nó ra hoa thì khi tưới các bạn đừng có tưới lên trên cây. Tức là đừng có tưới lên hoa của nó thì nó sẽ bị rụng và cái phấn hoa nó trôi đi, nó không có đậu trái được nha các bạn. Các bạn có tưới cho nó thì các bạn tưới ở dưới gốc cây thôi, các bạn đừng tưới lên tàn của nó. Khi ngày nào mà trời mưa đó, các bạn nếu mà trồng ở ngoài vườn thì mình không nói gì. Nếu các bạn trồng trong chậu như Quỳnh Mai, những ngày mưa đó thì các bạn chịu khó đẩy vào trong gara để cho cái nước mưa với gió không có làm rụng hoa nha các bạn. Đó, các bạn thấy hoa nó không? Đó, nó hoa ra hoa chỗ nào nó cũng ra hoa hết các bạn. Nhưng mà bây giờ chưa có rộ, tại vì các bạn nhìn thấy cái lá của nó còn nhỏ như thế này nè, nó chưa ra hết. Nếu nó ra hết thì trên cái ngọn này là một chùm hoa đó các bạn, nó chưa có lớn. Bây giờ nó chỉ là ra hoa ở trên cái cành thôi, nó chưa có ra hoa ở trên cái chùm lá. Nó còn thời gian để nó ra hoa trên chùm lá nữa các bạn. Như cái này là chỉ ra hoa ở trên cái cành thôi. Đó, thì Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là cây tắc này mình trồng muốn nó ra hoa rất là dễ. Tức là mùa đông cho trú đông, rồi mùa xuân đẩy ra ngoài thì các bạn trim cành để cho nó mọc cành mới. Chứ để cành cũ thì nó không có mọc ra lá và ra nhánh thì nó không có ra hoa. Nên các bạn trim cành hết như Quỳnh Mai vậy, rồi lặt lá già bỏ, lặt lá già cho nó trụi đi như Quỳnh Mai. Xong rồi nó sẽ ra lá, ra nhánh và nó ra hoa. Cái đó là phương pháp tự nhiên. Còn cái điều thứ hai nữa là mình sẽ tưới phân thúc ra hoa để giúp nó ra hoa nữa các bạn. Đó, thì cây tắc của Quỳnh Mai nay là hoa đầy hết rồi đó, nhưng mà còn nữa các bạn chứ không có hết. Nó sẽ ra hoa đầy hết. Những cái điểm trắng trắng các bạn nhìn thấy, những cái điểm trắng trắng nhỏ này là cái nụ hoa nó còn ở trong cái thân cây đó các bạn. Vài ngày nữa là nó sẽ trổ ra hết luôn. Đây, cái điểm trắng trắng như vậy là cái nụ hoa, rồi nó sẽ bung ra một cái nụ như thế này. Đó, đó là ở thân cây. Còn ở trên những cái lá như thế này các bạn, những cái cành nó mọc ra nè. Tại vì mình tước á, mình tước lá xong rồi nó mọc ra ngay chỗ cái mắt lá nè, mọc ra một cái cành nè. Cái này gọi là cái cành, tại vì nó 4-5 lá rồi. Thì ở trong cái cành này nó sẽ có hoa đó các bạn. Đó, đây là cái hoa nè. Nhưng mà không phải một cái đâu, một chùm lận các bạn. Tại vì chưa tới thời gian để nó ra hoa một chùm. Rồi khi mà nó ra hoa trắng hết rồi nó nở thì rất là thơm. Rất là thơm, nhưng mà các bạn khi mà trời mưa hay gì thì không nói đó là tự nhiên. Nhưng mà mình khi mình tưới thì mình đừng có tưới lên trên cái tàn cây. Nó sẽ trôi phấn hết thì cái hoa tắc nó không có thành trái tắc nha các bạn. Đó.
mình để ở ngoài thì mình đợi, mình nhờ những con ong với côn trùng đồ nó lại nó thụ phấn, nó hút mật của cái hoa rồi nó thụ phấn luôn giúp mình đó các bạn. Đó thì rất là dễ, cái tắc của mình làm rất là dễ luôn, năm nào cũng có hoa và trái. Còn nếu mà ít trái thì tại vì thời tiết các bạn mưa hoài thì nó cũng không có đậu. Mưa, nước mưa làm trôi phấn, rồi nước mưa, trời mưa làm cho cái lúc mà cây tắc của mình nó nở vào trong cái ngày mưa đó thì không có tốt, cái bông nó bị ướt rồi trôi phấn hết thì nó không có đậu trái các bạn. Nên mình trồng cây ăn trái cũng tùy theo thời tiết vậy đó. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai ra để chia sẻ với các bạn cách làm cho cây tắc ra hoa và trái nhiều, và chia sẻ với các bạn cái tác dụng của cái phân bón Super Bloom của Scott rất là hay. Khi mình tưới vào cây tắc thì nó cũng ra hoa nhiều các bạn. Rồi bây giờ Quỳnh Mai xin mời các bạn xem những cái cây hồng của mình nhờ tưới Super Bloom mà bây giờ nó nở hoa rực rỡ luôn đó. Đây các bạn nhìn thấy những bụi hoa hồng của mình không, nó nở hoa rất là rực rỡ và rất là nhiều nha. Mình tưới cái phân bón Super Bloom đó các bạn. Đây mời các bạn xem đó, cả trăm cái hoa luôn. Bên đây là màu đỏ đó, các bạn xem, nhờ cái tác dụng của phân bón đó, đó các bạn. Không phải là mình giới thiệu cho hãng nhưng mà mình thấy nó tốt thiệt nên mình giới thiệu cho các bạn xài đó. Các bạn nhìn xem đẹp ghê chưa. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký chia sẻ để Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.